Hello, mình là Bến Trần người quý chị đã chào mừng quý chị tiếp tục đồng hành với em mình trong cái video ngắn ngày hôm nay. Cái video ngắn này thì chúng ta sẽ cùng view qua cái xu hướng trạng thái hỗ trợ kháng cự một số cổ phiếu liên quan đến ngành chứng khoán thì đang điển hình là cổ phiếu SSI đúng không? SSI hiện tại cái xu hướng của nó đang xu hướng sideways này, trạng thái là tương đối yếu thôi. Thì một cái vùng cản đâu đấy ở vùng 36 là cái vùng mà chúng ta thấy là nó cần phải vượt qua. Vùng 36 đối với SSI khi mà vượt được vùng 36 là cái trend của nó là khả năng là sẽ nhận một cái trend trend tăng, và kỳ vọng nó lên trên vùng bao nhiêu, vùng 40 42, vùng 42 là cái vùng mà chúng ta thấy cái khối lượng của cái ngày của cái ngày 21 tháng mấy năm năm 2 năm trước, cái vùng khối lượng lớn ở cái vùng 2 năm trước nhé, 42. Cái nhịp mà sideways này, cái nhịp sideways là khá là lâu, khả năng là đến tháng 8 là mình xác nhận được cái gì. Chú ý giúp em là cái vùng 36 là cái vùng cản khá là mạnh, một cái cây nến cản khá là mạnh, một cái vùng rụt sâu ở đây là ngày 22 tháng 5. Cái vùng này là cái vùng mà nó là cái cản khối lượng. Thời đi nhịp này thì cản khối lượng ở cái vùng 36, 37 là cản khối lượng khá là nhiều. Rồi tích lũy đủ hết cả khối lượng là lớn, thì lớn hơn ít nhất là lớn hơn gấp 1,5. Cái cản này, cái giá trị của cản này thì có thể là nó sẽ cần phải trong đấy khoảng 2 đến 3 tuần để vượt được cái gì nhé. Vượt được thì nó có một cái cản tiếp theo, cái vùng đỉnh này thì chúng ta không lo ngại, vùng đỉnh này ít khối lượng, quan trọng là cái vùng 36 37, cái vùng 37 đó, 36 37, cái vùng cản khá nhiều khối lượng ở trên này đó. Cái vùng đỉnh thì chúng ta không sợ, vượt 36 37 thì cái vùng đỉnh này là vượt ngang xu hướng sideways ở cái vùng 32.9, tức là khoảng 8% nữa là vùng hỗ trợ và kháng cự là vùng 39. À, chính là cái vùng kháng cự này nó không đáng lo ngại đâu, chúng ta cứ mua gom dần quanh cái vùng 35 là có thể gom dần đi bên dưới hướng tích lũy mà quý vị. Ở điểm cắt lỗ của chúng ta tất nhiên là thủng đáy, và cổ phiếu này thủng đáy cũng hơi khó bởi vì nhóm chứng khoán đó, con này nó là dẫn dắt. Điểm tiếp theo phiếu VND, phiếu VND thì cái xu hướng đang bị sideways này, và đang bị kẹt ở cái mây khá là lớn ở khu vực này. Cổ phiếu này thì nó trạng thái là giảm yếu rồi, thì chúng ta chờ đợi cái báo đó thì hồi phục lên trên vùng cái cản vùng 19 này, vùng 19 là nếu xảy ra trường hợp VND nó rơi xuống vùng 16 thì là cái vùng gom của chúng ta, vùng 16.5 cái vùng gom VND. Khi mà gom là vùng 16 ấy, thì chúng ta phải kỳ vọng lên vùng 20 nhé. Khi gom vùng 16 thì chúng ta kỳ vọng lên vùng 20, cái vùng khối lượng lớn ở trên này. Thấy chưa? Cái cản bên dưới là về cản về trung bình giá, về trung bình đỉnh đáy. Cái cản khối lượng là một cái cản chúng ta không đến. Xu hướng của giá có thể là nó sẽ hướng đến cái vùng mà khối lượng lớn, bởi vì có nhiều cá mà quý chị để lấy thanh khoản em thì lên vùng 20. Nếu mà bắt được cái vùng 16.6 này. Hiện tại giờ sideways ta đánh swing trong hàng khả dụ, tức là loanh quanh ở 17.5 18.5, thì chúng ta chơi swing, bởi vì khi cái xu hướng sideways này tích lũy khá là lâu rồi thì 25, tức là đâu đó khoảng chắc phải tầm độ tháng 10 sẽ hình chen nhá. Rồi chúng ta chuyển sang cái sàn là Hà Nội đi. SHS sẽ đang trạng thái chưa thoát khỏi. Chúng ta xác định là gì? Những cái tên cắt kỹ thuật này nên bị dưới mây là xác định là đào chen
nhưng mà cái cổ phiếu này là cổ phiếu Hà Nội nên cái việc sai số trong cái tên Kangin Jun này là có, nó giận kêu rồi dâu nến này nên chỉ báo này nó sẽ bị tính rộng ra cái biên biên độ dao động thì lớn. Đấy, sẽ chúng ta đặt một cái sàn Hà Nội đó, sàn Hà Nội cho nó cái này. Hà Nội có khả năng là thế này đó. Thì như vậy là cái hỗ trợ của nó là gì, hỗ trợ của nó là vùng 18.8 2% và kháng cự 9%. Đây cái biên dao động của chúng ta trong cái nhịp này sản xuất tăng có thể lên 7-8%. Đang rằng đây là những cổ phiếu chúng ta đánh trên cổng, đánh kê lệnh trên cổng, đánh những cái dâu nến hay là ok đến chị nhá. Đấy, cái dâu nến của là ok đến chỉ có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi, còn chưa có hàng thì chúng ta có thể đặt kê mua lên quanh vùng 17.5, 17.5 là cái vùng mua của chúng ta. Nếu muốn chịu đánh T cộng scalping thì vùng 17.5 là cái vùng 20, 17.5 là vùng 19.5 là cái vùng mà chúng ta đặt kê lệnh mua bán, đặt kê lệnh mua bán ta nhé. Vâng, thì nha. Cổ phiếu này thì cái vùng gom của nó, cái vùng dưới nền này là khá là nhiều khối lượng nên chúng ta cứ gom vùng này là an toàn. Cái vùng đỉnh vùng 21 đó là cái vùng đỉnh mà cái khối lượng cũng thuộc dạng là cũng thuộc dạng là nhiều, do vậy đó là cái cản khá là mạnh nên chúng ta kỳ vọng nó vượt cái đỉnh này là cũng phải cần cái dài dài có thể nhá, nên chúng ta đánh cả pin thôi, cả pin ok với chị nhá. Chúc quý chị giao dịch thành công, xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở buổi tiếp theo.